Chuột ơi. Dạ đi. Dạ. Con ơi, chào đi. Alo. Hello ai? Nhà bà nội hả? Con về nhà bà nội hả? Nói hello, chào các ông bà. Trời ơi, cả nhà ơi, con chuột đi, dạo này đi về nhà ông bà nội. Giờ đi kêu mà nội, nội ngủ đóng cửa hết rồi cả nhà ơi. Đó. Rồi. Ông bà nội có... Bà nội có phá cửa không? Bà nội phá cửa mất tiêu rồi. Giờ chuột gõ cửa không bà nội rồi? Chuột đâu? Chuột gõ cửa coi. Bà nội ơi, mở cửa. Bà nội ơi, mở cửa. Bà nội, ông nội ngủ mất tiêu hết rồi. Có ai hay đâu. Cả nhà không ai hay chuột về á. Bây giờ ta không có báo chuột về. Chuột về, chuột tạo bất ngờ chuột cho ông bà nội. Cửa không có, không có đường mở luôn. Không, chuột cửa không có đường mở. Không có đường nào vô hết á. Giờ cả nhà ơi, chuột không có đường nào vô ở đây. Đi nè, được tạo bất ngờ cho ông bà nội nè. Không được thôi. Quậy rồi, chuột về, chuột quậy nhà. Trời ơi trời. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi rồi. Trời ơi, quậy luôn rồi, không thèm anh Nam gọi cho ông hỏi đi. Có điện thoại gọi á. Bà nội ơi. Kêu bà nội ơi. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, chuột rồi ba nha. Chuột, trời ơi, chuột gặp nhà bà nội luôn rồi. Nhà, nhà, trời ơi, ở nhà mà không mở cửa. Nhà, nhà, nhà. Trời ơi, nhà, nhà. Nhà cửa con vô. Nhà này nhà của ai vậy? Nhà cửa nhà nội. Phải không? Nhà cửa con. Vô 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 kiếm. Vô kiếm ông nội đòi cái mỏ này. Ông nội ơi. Ông nội đâu? Ông nội ngủ. Vô tóc mùng ông nội. Đi đi vô vô kêu ông nội bà nội coi. Đi. Chuột bỏ dép cả nhà coi nè, đó, bỏ dép. Chuột bỏ dép, còn chuột khưa bà nội về chưa? Phanh tay lại kêu bà nội con về. Ừ, bà nội con về. Kiếm ông nội coi, đi kiếm ông nội, đi kiếm ông nội. Này đi kiếm ông nội nó. Cái này về tới hù ông bà nội ngủ. Đâu rồi, ngồi đâu? Ông nào kẹo ngồi chết rồi. Đó. Ông nào vậy, ông nào vậy? Ông nào, ông nào? Ông ngồi đâu? Đó. Đó, 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 bà nội ngồi đây. Bánh ông nội. Trời, mua bánh cho ông nội. Chuột mua bánh cho ông nội kìa. Nhiều vậy. Trời ơi, chia kìa, đó. Rồi, bà nội đâu? Cho em. Rồi, bà nội đâu? Rồi, bánh bà nội đâu? Không có chia bà nội hả? Có cho bánh bà nội không? Cho bánh bà nội không? Hả? Có cho bánh bà nội không? Làm đi. Cầm đi. Cho bánh bà nội không? Nó về nó cho bánh ông nội. Tôi không có bà nội nè. Đây à. Cả nhà ơi. Tôi về là đây. Cho nội hả? Không. Vậy đó hả? Trời ơi, mua hai bịch bánh chuột, mua hai bánh chuột chia ông nội bà nội hết trơn rồi cả nhà. Trời ơi. Thưa ông nội con mới về chưa? Lại phanh tay, thưa ông nội con mới về. Phanh tay lại. Ông nội con về. Thưa nội con về không à? Rồi. Nội với con nhiều bà nội ăn. Ủa, mở bánh cho ông nội ăn hả? Rồi kìa, đâu con mở đi, con mở cho nội ăn đi. Trứng quá, con mở được. Trứng quá con không mở được hả? Rồi, để mẹ mở cho con nha. Rồi, giờ chơi cho ông nội ăn đi. Cho ông nội ăn nha. Rồi, cho ông nội ăn, sao đút nội ăn coi. Nội ăn đâu ăn? Nó ngon quá. Nó chuột thôi. Ủa sao ông nội ăn mà con ăn nữa? Tao. Hả? Con mời ông bà. Con ăn. Rồi con mời ông bà chưa? Hả? Con bé bay cả nhà đi. Con nghe nhớ nhà. Giờ bé bay quay qua đây. Tay đâu? Con nghe nhớ nhà. À.